Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Đài Vinh. Hôm nay thứ hai, ngày 16 tháng 8 năm 2021 và trong chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc chấn chỉnh và siết chặt việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vị khách mời của chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay là ông Nguyễn Dạng Kha, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Trà Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 8 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh. Tại hội nghị này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong đó, để thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng theo 6 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động, đồng thời phát huy tính sáng tạo của mọi tổ chức để tập hợp thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân. Thứ hai, căn cứ vào các quy định của pháp luật, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, kịp thời thể chế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng để vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện. Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng mọi mong đợi của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Thứ tư, tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch vững mạnh. Thứ năm, tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, cán bộ đoàn hội các cấp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở gắn với địa bàn khu dân cư. Thứ sáu, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tiếp theo thành công của đại hội, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng là công việc hết sức cần thiết và hệ trọng, phải được thực hiện một cách rất nghiêm túc, quyết liệt, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Tổng Bí thư hoan nghênh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động, kịp thời nghiên cứu xây dựng chương trình hành động và phối hợp tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động trong toàn hệ thống. Đây là một việc làm rất thiết thực, thể hiện tinh thần quyết tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên nhằm cụ thể hóa và sớm đưa nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng vào cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hiện nay, tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội và mọi mặt của đời sống. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng, nhất trí cao tham gia phòng chống dịch với tinh thần: chúng ta đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm, càng quyết tâm hơn nữa, nhất định phải dập được dịch để giữ vững được truyền thống dân tộc Việt Nam anh hùng. Toàn dân tộc, muôn người chưa một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và chăm lo tốt nhất cho đời sống của nhân dân. Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị mọi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác mặt trận trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước về thực hành phong cách dân vận theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, thực sự vì nhân dân phục vụ, vì lợi ích của nhân dân để làm việc. Tiếp theo chương trình hôm nay là thông tin chúng tôi vừa nhận được từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh về tình hình các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày hôm nay. Kết quả xét nghiệm PCR hôm nay 16 tháng 8, Trà Vinh có thêm 45 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Trong đó, thành phố Trà Vinh 16 ca, gồm 15 ca là công nhân công ty cổ phần Cát Mai Sofa Hoa Sen, khu công nghiệp Long Đức, được cách ly tại công ty. Một ca có địa chỉ xã Nguyệt Quá, huyện Châu Thành, khám bệnh và test nhanh dương tính tại phòng khám đa khoa An Phúc. Huyện Cầu Ngang có 8 ca, gồm 5 ca địa chỉ ấp Lạc Sơn, xã Thành Hòa Sơn, test nhanh sàng lọc ngoài cộng đồng dương tính. 2 ca có địa chỉ ấp Lạc Sơn, xã Thành Hòa Sơn, đi khám bệnh ngoài tỉnh về, test nhanh dương tính tại chốt kiểm tra y tế cầu Mây Tức, huyện Càng Long. Đã cách ly tại bệnh viện Dạ Chiến số 5 và một ca có địa chỉ ấp Mai Hương, xã Vinh Kim, test nhanh dương tính tại khu cách ly của xã. Huyện Trà Cú 14 ca, 8 ca đã được cách ly từ trước và 6 ca trong cộng đồng. Thị xã Duyên Hải 2 ca có địa chỉ ấp Dòng Trôm, xã Long Toàn, test nhanh dương tính ngoài cộng đồng. Huyện Duyên Hải 2 ca, 1 ca có địa chỉ ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, test nhanh dương tính trong khu phong tỏa và 1 ca có địa chỉ ấp Xóm Tộ, xã Đông Xuân qua test nhanh dương tính. Các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, mỗi huyện có 1 ca là F1 đã được cách ly tập trung. Như vậy, tính đến sáng nay ngày 16 tháng 8, tỉnh Trà Vinh đã có 907 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 235 trường hợp được điều trị khỏi, 8 ca tử vong do COVID-19. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tính đến hôm nay ngày 16 tháng 8, toàn tỉnh thực hiện chi trả cho trên 16.300 đối tượng với tổng kinh phí trên 24,4 tỷ đồng, đạt 59%. Trong đó, ba đơn vị đạt cao là huyện Cầu Kè đạt 100%, huyện Duyên Hải đạt 100%, huyện Trà Cú đạt 90,9%. Ba huyện thực hiện đạt thấp là Càng Long 2,47%, thành phố Trà Vinh đạt 4,6% và huyện Cầu Ngang đạt 19,2%. Thường trực tỉnh ủy Trà Vinh yêu cầu các huyện thị thành ủy khẩn trương giải ngân gói hỗ trợ người lao động theo nghị quyết 68 của Chính phủ, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất và chịu trách nhiệm trước thường trực tỉnh ủy về tiến độ giải ngân gói hỗ trợ này. Sáng nay ngày 16 tháng 8, ông Dương Văn Triệu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Trà Cú đã đến thăm, động viên tinh thần lực lượng y tế đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm PCR cho người dân khóm 2 và khóm 3 của thị trấn Trà Cú. Đây là ổ dịch vừa mới xuất hiện và đã có 10 trường hợp F0 trong tổng số 20 trường hợp F0 được ghi nhận trên địa bàn thị trấn Trà Cú. Tại đây, ông Dương Văn Triệu đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần và mong muốn các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ cần khắc phục khó khăn trước mắt, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, hoàn thành lấy mẫu đúng thời gian kế hoạch đã đề ra. Thứ nhất là phải hết sức bình tĩnh, rồi chúng ta phải hết sức tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh cũng như cơ quyền năng bộ Trà Cú, phải thực hiện thật tốt cái chỉ thị 10 của chủ tịch ủy ban dân tỉnh. Có nghĩa là mọi gia đình, mọi hộ, hộ cách hộ, ấp cách ấp, xã cách xã phải thực hiện nghiêm chỉnh, tuyệt đối không được ra ngoài khi không cấp thiết. Có như vậy thì chúng ta mới góp phần phòng chống dịch bệnh cho nó tốt. Cái việc thứ hai đó là đảm bảo được cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cái công tác an sinh xã hội thì huyện đảng bộ xem xét nghiên cứu từng địa bàn, từng ấp khóm, từng xã. Chúng tôi sẽ kết hợp với từng xã để xem xét để có hỗ trợ kịp thời cho bà con. Do đó mong rằng bà con hết sức an tâm. Theo kế hoạch, Trung tâm Y tế Trà Cú sẽ tổ chức lấy mẫu của 666 hộ với 3.059 nhân khẩu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh xét nghiệm PCR nhằm sàng lọc, đánh giá tình hình và đưa ra các biện pháp hữu hiệu trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị trấn Trà Cú. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đa số người dân trong tỉnh đều chấp hành tốt chủ trương chống dịch của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thế nhưng, vẫn còn xuất hiện nhiều trường hợp thực hiện chưa nghiêm, gây ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác phòng chống dịch. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc, chấn chỉnh và siết chặt việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 lan rộng trong cộng đồng, cả hệ thống chính trị tỉnh nhà đã quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở mức cao nhất. Phần lớn người dân đã và đang chấp hành rất tốt các quy định về phòng chống dịch. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã trở lại mua bán hàng hóa, nhất là các điểm mua bán hàng hóa nhỏ lẻ. Người dân vẫn còn đi lại nhiều trong thời gian giãn cách xã hội, chưa thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ, yêu cầu người dân không ra đường khi không thật sự cần thiết, không để mua bán hàng hóa đối với những nơi không được phép trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu xảy ra trường hợp lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng người dân trên địa bàn quản lý thực hiện không đúng với các quy định về giãn cách xã hội.
Tại vì nó khổ quá, gia đình khổ quá, rồi không có tiền ăn, để bán chút đỉnh nặng lấy tiền mua đồ ăn. Bán hết này nó chắc nghỉ quá, không có bán nữa. Tại vì người ta cấm mà. Đi cũng bán lén lút không, đâu có dám đi đường lộ lớn đâu. Chúng tôi cũng tiếp tục ra quân kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp mà kinh doanh ăn uống. Nếu mà có cái phát hiện những cơ sở sản xuất kinh doanh nào mà chưa chấp hành nghiêm, chưa chấp hành tốt, thì chúng tôi sẽ lập biên bản và xử lý hành chính theo quy định. Còn cái thứ hai là chúng tôi tăng cường cái công tác vận động tuyên truyền bằng nhiều cái biện pháp, là trên các cái thông tin đại chúng, rồi thành lập cái tổ để mà đi tuyên truyền, để cho người dân nắm và chấp hành nghiêm cái chỉ thị của Ủy ban nhân tỉnh. Sau khi công điện khẩn của Ủy ban nhân tỉnh được ban hành, theo ghi nhận của phóng viên thời sự trên địa bàn thành phố Trà Vinh sáng nay, hầu hết các lực lượng chức năng đều triển khai tăng cường công tác kiểm tra, chia thành nhiều đội ra quân tuần tra trên mọi tuyến đường trong nội ô thành phố để kịp thời nhắc nhở cũng như phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Qua đó nhằm thực hiện quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tinh thần thực hiện chỉ thị số 10 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh. Đồng thời, giữ vững mục tiêu vừa tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cùng toàn dân trong tỉnh dập dịch, sớm ngày thiết lập vùng xanh an toàn cho tỉnh Trà Vinh. Trong thời gian thực hiện vừa rồi thì thực hiện tiếp tục cái chỉ thị 10, thì tiếp tục thì ở phường cũng là thường xuyên cũng tuyên truyền, nhắc nhở, kể cả có cái xử phạt những cái hành vi vi phạm theo cái chỉ thị để cái thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Thì qua đó thì người dân cũng một phần cũng nâng cao được cái ý thức về công tác phòng chống dịch. Rồi những hộ mua bán kinh doanh những cái mặt hàng thì cũng ở phường cũng vận động để vào chợ để mua bán. Trên địa bàn phường thì cũng đã xử lý phạt hai cái trường hợp về công tác phòng chống dịch. Rồi qua đó thì cũng nhắc nhở cũng một số hộ, đa số là cũng những cái hộ tiểu thương mua bán ở chợ, thì mình nhắc nhở để bán rồi cái đảm bảo cái khoảng cách để mình có phòng ngừa cái dịch bệnh trên địa bàn. Hiện tại chúng ta đang đối mặt với diễn biến nhanh và vô cùng nguy hiểm của dịch COVID-19, mà mắt xích quan trọng quyết định sự thành công trong cuộc chiến chống dịch là ý thức chấp hành của mỗi cá nhân. Vì vậy, hy vọng rằng sau khi chấn chỉnh và siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, mọi người dân sẽ kiên nhẫn với những khó khăn trước mắt, cùng chung tay với chính quyền các cấp quyết liệt thực hiện các biện pháp chống dịch để đẩy lùi dịch bệnh, trả lại cuộc sống bình thường cho người dân. Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Trà Vinh vừa tổ chức đoàn đến thăm và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho 11 chùa Nam tông Khmer trên địa bàn thành phố do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn, ông Kim Sóc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trà Vinh ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị sư, đồng thời ghi nhận trong thời gian qua, các vị đã tham gia cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, sư sãi thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, tạm ngưng các hoạt động tôn giáo, các chùa tạm đóng cửa và các vị sư không đi ra ngoài. Dịp này, ông Kim Sóc đã gửi mỗi chùa 100 kg gạo, 5 thùng mì và nhu yếu phẩm cần thiết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quyền Cầu Ngang vừa kết hợp cùng Hội đồng hương Cầu Ngang tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuyến xe hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho những người con của quê hương Cầu Ngang đang sinh sống, lao động, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Chuyến xe nghĩa tình của nhân dân quyền Cầu Ngang chở theo gần 12 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu, gồm 8,9 tấn gạo, 2,4 tấn rau củ quả và các nhu yếu phẩm khác. Do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quyền cùng các ngành đoàn thể vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn quyền chung tay đóng góp ủng hộ với tổng trị giá gần 210 triệu đồng. Đây là việc làm thể hiện tình cảm của người dân quyền Cầu Ngang gửi về thành phố Hồ Chí Minh nhằm chia sẻ động viên cùng chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch COVID-19, ổn định cuộc sống. Đến nay quyền Cầu Ngang đã vận động được các tổ chức cá nhân hỗ trợ trên 7.600 xuất quà, tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng, hỗ trợ kịp thời cho những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quyền. Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quyền mong muốn các cấp các ngành và các địa phương trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kêu gọi sự đóng góp lương thực, thực phẩm, hỗ trợ kịp thời cho những người có hoàn cảnh khó khăn, để không để ai phải ở lại phía sau do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Vào lúc 16 giờ ngày 15 tháng 8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Long Đức, thành phố Trà Vinh tiến hành kiểm tra và lập biên bản đối với 7 nam nữ thanh niên đang tụ tập tổ chức tiệc sinh nhật có sử dụng rượu bia tại nhà trọ ở ấp Sa Bình, xã Long Đức, vi phạm không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, thì khoảng 13 giờ cùng ngày, 7 nam nữ thanh niên, tất cả đều trong độ tuổi 16 đến 21 tuổi, tụ tập tại phòng trọ số 6, nhà trọ ấp Sa Bình, xã Long Đức để tổ chức sinh nhật cho nam thanh niên trong nhóm tên Võ Hoàng V, 18 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Trà Vinh. Tại thời điểm kiểm tra, có 7 nam nữ thanh niên trong phòng trọ đang ăn tiệc có sử dụng rượu bia, trong này có 6 nam nữ thanh niên đang dùng tiệc, còn một nữ thanh niên đang nằm trên gác phòng trọ. Công an xã Long Đức tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và mời 7 nam nữ thanh niên trên về trụ sở công an xã để xử lý về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cầu Kè, từ khi áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ thị số 09 và chỉ thị số 10 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh, tính đến nay các ngành chức năng của huyện đã kiểm tra, phát hiện trên 335 trường hợp người dân vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh như tụ tập đông người, đi ra đường khi không thực sự cần thiết, không đeo khẩu trang khi đi ra đường, trốn cách ly. Qua đó đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 130 trường hợp, trong này có 22 trường hợp tụ tập đông người, 2 trường hợp trốn cách ly, 106 trường hợp ra đường không cần thiết và đi ra đường không đeo khẩu trang. Tổng số tiền xử phạt trên 330 triệu đồng. Các trường hợp còn lại nhắc nhở, giáo dục không tái phạm. Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Trà Vinh và huyện Cầu Kè nói riêng đang diễn biến rất phức tạp và khó dự báo. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cầu Kè đề nghị mọi người dân phải tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, không nên có những hành động thiếu ý thức xuất phát từ quyền lợi riêng tư của cá nhân mình mà dẫn đến làm nguy hại, lây lan dịch bệnh cho người thân, gia đình và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành thông tư số 09 về những quy định mới trong việc quản lý đất đai như chuyển mục đích sử dụng, chuyển quyền sử dụng đất đai, tài sản, gọi tắt là sổ đỏ, và những quy định mới này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2021. Đây là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Vậy, những quy định mới đó là gì? Sẽ có tác động như thế nào đến đời sống của người dân? Ông Nguyễn Giàng Kha, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Trà Vinh sẽ cho biết trong chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết thì chúng tôi xin được cảm ơn ông Nguyễn Giàng Kha, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh đã dành thời gian để tham gia cùng chương trình ngày hôm nay. Và thưa ông, mới đây thì chúng tôi được biết là Bộ Tài nguyên Môi trường cũng vừa có thông tư số 09 về những quy định mới trong quản lý đất đai như là chuyển mục đích sử dụng đất hay là chuyển quyền sử dụng đất, gọi tắt là sổ đỏ. Và thông tư này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm nay. Đây cũng là vấn đề được rất là nhiều người quan tâm. Vậy thì xin ông cho biết là những quy định mới đó là gì ạ? Thì những cái thay đổi, sửa đổi bổ sung mới của thông tư này mà liên quan trực tiếp đến người sử dụng đất thì có một số cần chú ý như sau. Thứ nhất là về cái chuyển mục đích sử dụng đất. Thì thông tư 09 đó là sửa đổi bổ sung quy định chi tiết các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mình chỉ đăng ký biến động. Đó là chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác, bao gồm đất xây dựng nhà kính, xây dựng nhà để phục vụ cho trồng trọt, đất xây dựng các công trình để chăn nuôi gia súc gia cầm và các loài động vật khác được pháp luật cho phép, đất nuôi trồng thủy sản phục vụ cho học tập nghiên cứu thí nghiệm. Thứ hai là chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây lâu năm. Thứ ba là chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây hàng năm. Thứ tư là chuyển đất thương mại dịch vụ sang các loại đất khác thuộc nhóm đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chuyển từ đất sản xuất kinh doanh nông nghiệp, không phải là đất thương mại dịch vụ, không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, sang đất xây dựng các công trình sự nghiệp. Đó là cái các nội dung mà sửa đổi bổ sung về chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép. Thứ hai, liên quan về giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất, thì cái thông tư này bổ sung thêm hai trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp thứ nhất là tách từ cái thửa đất trên giấy chứng nhận đã cấp mà đã cấp chung cho nhiều thửa đất.
thì thông tư này là quy định là được cấp riêng giấy chứng nhận. Thứ hai là cấp riêng giấy chứng nhận đối với trường hợp là cái diện tích đất ở thay đổi đối với thửa đất có cùng có vườn ao trong cùng nhà ở mà được là xác định rồi diện tích đất ở theo quy định pháp luật. Cái thứ ba nữa đó thì quy định về cái vấn đề chỉnh lý đăng ký biến động trên giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất mà do người dân tặng cho quyền sử đất để thực hiện các công trình công cộng như là giao thông đi lại. Về cái nhận chuyển quyền sử dụng đất thì đối với trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì khi người sử dụng đất đăng ký nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải kê khai đăng ký đầy đủ các thông tin về diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, tổng diện tích đất nông nghiệp là đang sử dụng do nhận chuyển nhượng và tổng diện tích đất nông nghiệp đã đăng ký biến động kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2007 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 và kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến ngày đăng ký biến động nhận chuyển quyền. Thì đó là những cái điểm mới của thông tư 19. Như vậy thì quy định mới khác như thế nào so với những quy định về chuyển mục đích sử dụng đất hay là chuyển quyền sử dụng đất, gọi tắt là sổ đỏ trước đây, thưa ông? Thì như đã trình bày thì thông tư 09 nó sửa đổi bổ sung một số điều như hướng dẫn các quy định của thông tư trước. Thì đối với cái chuyển mục đích không phải xin phép thì sửa đổi rất cụ thể, bổ sung rất chi tiết về các trường hợp mà so với thông tư trước đây là thông tư 02 thì chỉ quy định có hai trường hợp thôi, đó là chuyển từ đất nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm sang chuồng trại chăn nuôi để nuôi gia súc gia cầm và các loại động vật khác, và chuyển từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở. Thì kỳ này thì chỗ thông tư 09 bổ sung thêm 4 trường hợp là không phải xin phép. Cái thứ hai nữa đó, thì đối với cái nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp thì cái thông tư trước đây thì không quy định, không yêu cầu cái người nhận chuyển nhượng phải kê khai đầy đủ chi tiết về diện tích đất nông nghiệp mà mình đang sử dụng, mà mình đã sử dụng do nhận chuyển nhượng. Thì thông tư này thì là quy định rất là chi tiết cụ thể cái này. Do trước đây quy định không định đó cho nên khi thực hiện cái thủ tục về nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp thì cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, cụ thể là văn phòng đăng ký đất đai, thì phải gửi văn bản lấy ý kiến của các là cái địa phương trong cả nước, tỉnh thành phố trong cả nước để mà xác định cái diện tích đất nông nghiệp đó, những chuyển nhượng này có vượt hay không vượt hạn mức đất nông nghiệp. Cái thứ hai nữa đó, thì cái mới thứ hai nữa đó thì vấn đề mà chỉnh lý cái đăng ký biến động trên giấy chứng nhận đã cấp đó, thì cái trường hợp đó là tặng cho sử dụng đất sử dụng mục đích công cộng như giao thông đi lại như trình bày. Thì như vậy là trước đây chỉnh lý là hiến đất. Bây giờ thông tư này thay đổi cái từ là hiến đất thành từ tặng cho đúng phù hợp với quy định pháp luật cũng như các văn bản khác. Thì đó là hai cái nội dung là coi như là mới khác so với trước đây. Đó là những quy định về chuyển mục đích sử dụng đất hay là chuyển quyền sử dụng đất. Còn đối với thành phần nộp hồ sơ khi mà thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp giấy chứng nhận thì có quy định mới hay không, thưa ông? Tại cái khoảng 5 điều 11 của thông tư 09 thì đối với cái trường hợp đăng ký biến động về vấn đề là đất đai, về đăng ký tài sản gắn liền với đất, về cấp giấy chứng nhận mà có yêu cầu người sử dụng đất phải nộp các loại giấy tờ giống như bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao căn cước, bản sao chứng minh quân đội và cái sổ hộ khẩu và các loại giấy tờ chứng minh nhân thân, thì cái nơi tiếp nhận hồ sơ thì căn cứ vào cái cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người dân nộp hồ sơ phải nộp các loại giấy tờ này. Đây là một cái quy định mới mà cái chỗ tiếp nhận hồ sơ thực hiện của quận chánh thực hiện khi là coi như cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư được chia sẻ, được liên kết với các dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đất đai. Dạ thưa ông, khi mà thông tư số 09 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 thì cũng đem lại niềm vui cho người dân. Vậy thì khi áp dụng thực hiện cái thông tư số 09 này sẽ mang lại lợi ích gì cho người dân và người dân sẽ có trách nhiệm gì khi mà thực hiện thông tư này? Như đã trình bày những cái điểm mới, những sửa đổi bổ sung của thông tư 09 trên, thì qua quá trình thực hiện chính thông tư trước đây thì có phát sinh một số cái vướng mắc khó khăn đối với người sử dụng đất
cũng như đối với cơ quan thực hiện cái trục hành chính. Thì thông tư này đã tháo gỡ vướng mắc khó khăn đó. Cụ thể là quy định rất rõ các trường hợp là người dân biết được trường hợp nào là mình là chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép, và trường hợp nào là mình tự chuyển mục đích không phải xin phép mà chỉ đăng ký biến động mà thôi. Cái đó để tạo quyền lợi cho người dân là có rộng đường, tức là có cái thuận lợi hơn trong cái quyết định cái mục đích sử dụng đất của mình. Chẳng hạn như để chỉ đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp nhằm nâng cao cái hiệu quả sử dụng đất của gia đình của mình. Cái thứ hai nữa đó, thì với những cái quy định này thì tạo điều kiện cho người dân giảm lại cái chi phí đi lại, cái thời gian đi lại và chi phí phải thực hiện các hồ sơ. Thì đó là cái thuận lợi. Về cái nhiệm vụ của người dân đó, thì chung phải sử dụng đất đúng cái mục đích được cấp ghi trên giấy chứng nhận. Trường hợp thay đổi, phải xin phép và không phải xin phép thì phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết. Còn về cái trách nhiệm đó, thì tiếp nữa đó thì người dân được phải kê khai trung thực, đầy đủ, chính xác cái diện tích đất nông nghiệp mình đang sử dụng do nhận chuyển nhượng, và cái diện tích đất nông nghiệp mình đã kê khai đăng ký biến động và chịu trách nhiệm về cái kê khai của mình. Đó là cái nội dung, là cái quyền và trách nhiệm của người dân. Xin được cảm ơn những thông tin vừa rồi của ông. Chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh đến là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuối ngày được phát vào lúc 23 giờ.